xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sun Cường. Thì ngày hôm nay tại sao mình ngồi đây và làm clip này? Thì mới gần đây mình đã đem ở dưới quê lên một bầy hồng vĩ mini, và sau đó thì mình đã năn nỉ ông Cường cho mình cái hồ 80 để mà mình nuôi tụi nó. Nhưng mà ông nói với mình là trời ơi mua nhiều quá trời rồi, làm sao mà nuôi hết, rồi lỡ như tụi nó chết thì làm sao. Cho nên là ổng đã kêu mình là share lại cho tất cả các bạn. Thì hiện tại bầy hồng vĩ của mình chỉ còn có vài con thôi, mà mình thấy tụi nó thì cứ hay gút vô cái máy bơm á, cho nên là hiện tại cái hồ 80 mà ổng cho mình á, mình thấy nó trống toát, giống như là mình không có nuôi con cá nào hết trơn vậy đó. Cho nên mình thấy uổng hồ quá, để mình lấy cái hồ đó mình nuôi con cá khác. Cho nên là mình đã đi lên Shopee và mình tìm một cái hồ phù hợp cho cái tụi hồng vĩ của mình. Thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được cái hồ, nhưng mà khi mình mua về thì mình cảm thấy cái hồ này, cái kích thước của nó mình hơi bất ngờ. Và bây giờ thì mình sẽ kêu ông Cường ra rồi để cho ông chỉ mình xài các thứ, và các bạn cùng theo chân mình xem coi cái hồ mình mua là như thế nào nhé. Đi thôi. A few moments later. Đây, mình cho các bạn chìm cái hồ của mình mua trên Shopee. Đó, nhìn vô hả, lúc mà chuyển phát nó chuyển lại cho mình không tưởng tượng được đây là cái hồ luôn. Mình tưởng cái nhà hàng hàng cho mình nữa nha. Bây giờ mình sẽ kêu ông Cường ra để mình coi ông có đón được đây là cái hồ không nha. Anh Cường ơi. Ê, vô đây có này hay lắm nè. Hello, xin chào các bạn. Ê, em mới sang hàng ở Shopee. Dạ. Anh thử anh cầm coi, đố anh biết này là cái gì. Mặt mình hơi đen các bạn ơi. Hơi đen. Mình hơi đen. Được, hồ đây hả? Cái này cái gì? Ủa sao anh biết cái hồ? Em bảo cái hồ, em ngồi nói. Quên nãy giờ em ngồi nói nè. Hồ thì sao nhẹ, nhẹ dữ hả? Hồ. Em không ấn tượng gì nó nhẹ, để ấn tượng là nó nhỏ. Sao nó nhỏ vậy? Nó nhỏ như cái hũ nhựa hôm bữa anh làm cho con hồng vĩ vậy đó. Nhỏ nè. Xíu à. Cái hồi em mua ở đâu? Em mua trên Shopee á. Bao nhiêu tiền? 60 mấy ngàn. Nó bằng cái hồ 40-30 mà mình mua thì tin. Các bạn không, mình dán một cái hồ 40-30 thì có chưa tới 60 ngàn rồi. Mà bà mua cái hồ này các bạn. Mình bị lừa 60 ngàn. Không, nhưng mà em thấy trên hình nó đẹp lắm. Trên hình đẹp hả? Bị lừa rồi, bị tụi nó lừa rồi các bạn. Rồi về anh khui nha. Xem có cái gì nha. Rồi, ok. Tính mua về làm gì đây? Em mua về em đựng mấy con hồng vĩ nhỏ đó. Em thấy giờ cái hồ 80 nó phí kìa. Cũng được, còn lý. Ê, nhưng mà nhỏ quá không biết xài đồ, sao không thấy anh làm vậy? Em mua mắt cũng chửi hả? Chứ bây giờ chửi sao được các bạn? Tiền bà giữ. Đấy là một cái điều sao? Trời, khôn kệ đi, bà mua gì kệ bà các bạn. Có xài hay rồi. Tự mình chửi mình các bạn, tự mình bị lừa. Có mình xài mình rồi các bạn. Ồ, có gì? Ủa, mà không? Em nhìn trên Shopee nó đẹp, đúng đẹp mà em quên cái kích thước nha. Ồ, hay chứ Shopee nó còn cá nuôi con gì? Không biết, nó để hồ cá. Rồi cái em thấy ồ đẹp quá rồi, dễ thương quá, em mua về em tưởng nó bự. Hồ cá, cái này cùng lắm là nuôi Betta bảy màu thôi các bạn. Nó nhìn như cái tivi thời cổ. Đây các bạn nhìn như học được chơi. Ê, nhưng mà cũng đẹp chứ bộ. Không, được. Đây các bạn. Xét về thiết kế của cái hồ này nha, thì mình thấy nó khá là đẹp nha các bạn. Rồi đó, anh quay gần thử anh. A few moments later. Hi. Và đây là hậu trường của cuộc review đồ trên Shopee mà mình vừa mới mua. Đây cái hồ các bạn. Trước tiên xét về thiết kế thì đẹp. Có cái vỏ bên ngoài màu đen này, và bên trong thì nó bằng cái nhựa cứng tầm kích thước cái tầm 10 cm hả? 10 cm. Em ở này để con hồng vĩ chắc đẹp anh hả? Đẹp nhưng mà hơi nhỏ. Rồi các bạn biết gì không? Shit thật. Nó chuyển về cho mình cái vỏ này. Đúng nhỏ luôn. Nó bể mất cái ấy các bạn. Nó bể mất miếng này. Thì nhiều mắt mà còn bể nữa. Nè, bể nữa nè. Cái bể nè. Đây, các bạn thấy ngóc cái bể không? Anh biết sao không? Định mệnh. Cái này là do thằng ZNT chuyển cho mình nha các bạn. ZNT chuyển nha. Nó ra hàng này, bọc rất là kỹ, mình cho các bạn xem cái bọc của nó này. Nó bọc như thế này đây. Nó bọc bằng túi chống sốc này. Túi hạt chống sốc này. Bọc 2 lớp mà vẫn bế được. Thế các bạn biết cái thằng giao hàng nó giao cái hồ mình kiểu gì nè, các bạn nó xích này. Nứt hết luôn các bạn, nứt hết cái phần. Không biết vậy rồi nó có chảy nước không ta? nứt hết cái phần đấy luôn, hai bế hai đầu luôn. Tán thiệt các bạn, giao hàng như mình như thế này chết. Mà hồ này bằng nhựa cứng mà còn bể nha các bạn thấy nó ném cỡ nào, ném hàng mình cỡ nào rồi. Bây giờ mình chưa test nước nha, bây giờ mình sẽ test nước cho nó xem nó như thế nào. Nhưng mà nói chung nhìn qua là nhỏ như thế này nhưng mà khá là đẹp đấy, khá là đẹp. Lại trời, nhưng mà nói chung là mát, mát. Cái hồ như thế này mà các bạn ơi, mình dán một cái, nếu mà mình dán cái hồ này mà hồ kính mình dán thì được mấy cái hồ như thế này. Ở ngoài người ta bán một cái hồ kính như thế này là tầm 15.000 cái, 10.000 cái, nhựa chứ các bạn, chán thiệt. Mình đến đây mình sẽ đi kiếm nước mình đổ vào cho các bạn xem cái hồ này xài được không nha. Rồi em cầm nó lên. A few moments later. Rồi thì các bạn có thể thấy là nó có một cái lỗ khá là nhỏ trên cái hộp này để chúng ta có thể chất nước vào. Tại sao nó không thiết kế cái lỗ to hơn nhỉ? Thế này thì sao mình chất được? Đây. Và bây giờ bà xã mình sẽ đổ đầy cái hồ này xem nó có chịu được cái nước không nha, và cái hồ này có còn xài được không nha. Cái này mà mình kêu cái hồ thì hơi lố anh ha, mình kêu cái hộp mới đúng. Chết nhỉ. Khó đổ quá, cái lỗ chút xíu à. Có lẽ mình nên chửi bà xã mình các bạn ơi. Không, mình nên chửi cái người thiết kế hồ. Đáng bị chửi các bạn. Rất là bất tiện cho việc đổ nước thực rồi, sự luôn. Xong. Nó nặng quá nó tróc cái vỏ. À. Là nó có thể thì ra là nó có thể kéo cái vỏ như thế này. Ơi, thiệt rảnh. Rồi hai đứa rất là ngu các bạn. Đấy, vậy là sẽ được. Đấy sẽ được. Rồi đổ nước vào, đổ nước tràn vào. Thôi ít thôi vậy là mới thải cám được nè. Nửa đi, test thử xem. Nó ok luôn. Có gì không? Không dĩ luôn. Tại này nó là một cái hộp nè. Đây, miếng xích này các bạn, coi miếng xích này cho các bạn xem. Đây là một miếng xích rất là to. Hên là nó không vặn lên phía trên. Hình quá, không đây, có tốn đâu mấy. Đây cũng có miếng xích, hai miếng xích. Và cái này là cái này là cái vỏ nhìn cho đẹp thôi. Rồi, ồ, quá thông minh. Vậy là nãy không phải tại nhà thiết kế anh, tại em ngu. Rồi, yeah. À, cái này là để các bạn biết chưa không? Cái lọ này để cho có không khí, trên này. Và đây là cũng dễ thương quá, cái này để bàn là đẹp lắm luôn các bạn. Hey, ê, anh bây giờ em lấy nước ở trong hồ 80 em bỏ vô em thả hồng vĩ thử nha. Được, ok. Để đây nào, để đi kiếm hồng vĩ thả vào nào các bạn. Ê, không được, em phải đem cái hồ theo em xay nước. Lấy nước này luôn. Thôi nó tắt nốt. Cũng được. A few moments later. Lấy đầy luôn, múc đi, lấy đầy luôn. Thôi ít thôi, nó không có oxy nó thở. Rồi bắt một con cá hồng vĩ ra, trong đó luôn, trong bọc luôn. Trong bọc này. Thôi để. Các bạn biết tại sao mình phải để con hồng vĩ trong bọc này không? Tại vì mình đang test xem là nó đi xa được bao nhiêu ngày nó sẽ chết các bạn. Tại vì mình để mình ship cho các bạn đó. Thế là mình đang test thử một con trong này xem nó sống trong này được bao lâu để mình có thể nhận những đơn hàng xa hơn, ship lâu hơn cho các bạn. Ở đây bà xã mình đang thị hụi bắt một con hồng vĩ. Anh em thông bên không? Em bắt hai con tự chui trong hộp nè. Bây giờ mà cũng khó bắt chết em. Cứ mạnh tay lên không sao đâu. Có nhanh. Bỏ cả hai con vào luôn nha em. Anh nuôi hai con. Yeah. Ôi cưng quá. Thêm con nữa. Điện. Yeah. Ok. Ôi trời ơi, xinh quá. Thôi kệ sao mấy ngày cũng đén. Rồi vào đây em trồng cái này vào. Đây. Em trồng vô. Rồi. Vô hệ luôn, thật là sang chảnh. Ê mà mất tiêu con cá em luôn rồi. Mất tiêu con cá luôn. Không được. Vậy giờ làm sao ta? À em bỏ nền vô được không ta? Được. Thôi vậy đi, giờ tạm thời con vậy cho đẹp. Đây. Hai con hồng vĩ siêu cưng luôn các bạn. Nhưng mà anh thấy nó hơi chật nhỉ. Ồ, em nghĩ là nuôi một con thôi. Có lẽ là không, nuôi hai con thì vui hơn. Có lẽ là chúng ta nên nhưng mà cái này nuôi được chắc có khoảng một vài tuần, khoảng được một tuần là nó to hơn rồi. Em sẽ lấy cái lỗ này em thiết kế cục oxy em gắn vô cho tụi nó. Đúng rồi, cái lỗ đó. Cái lỗ đó chắc là sủi oxy. Sủi oxy. Đúng rồi, người ta thiết kế để sủi oxy á. Không có lẽ. Chắc vậy. Ấp lại đi, ấp lại đi sao nè. Nhưng mà mất tiêu con hồng dĩ em luôn. Cái này có lẽ là chúng ta nên nuôi những con này, cá bảy màu. Cá bảy màu, cá beta, cá bình tiết. Nhưng mà chi phí hơi nặng nha các bạn. Cá liệt thia. Chứ mà nuôi cá hồng vị nó chui xuống đấy mất tiêu rồi, đâu thấy được đâu. Nhưng mà chi phí hơi nặng ha. Chi phí hơi nặng á. Cái này 68.000 bao gồm ship. Bao gồm cả ship là 68.000 đúng không? Đúng rồi, cái này để mình kể các bạn nghe. Cái này ở Việt Nam mình không thấy có đơn hàng, thế là mình nhập ở ngoài quốc tế. Đó, thế là mình đặt cái hồ này cách đây cũng phải cỡ 20 ngày rồi nó chuyển về tới nhà mình luôn, mà tin không? Một đơn hàng Shopee 20 ngày mình mới nhận được. Khủng khiếp mà còn bị bể nữa. Quá buồn. Quá buồn đúng không? Buồn không? Hơn là nó không bị lủng hồ á, còn không để em ức chế nguyên ngày hôm nay em không ăn cơm nổi. Rất là may là không bị bể hồ nha, bể hồ là dục luôn là đấm một cái giờ. Thôi nói chung là tạm được. Tuy kích thước nhỏ nhưng mà coi như đây là một bộ, cái gì đó, một bộ sưu tập hồ mới của em. Rất là đẹp, nói chung rất đẹp. Mới mình sẽ dùng nó nuôi beta. Nuôi beta này, nuôi bảy màu cũng được. Nhưng mà mình nghĩ cái này chắc là nuôi beta sẽ hợp lý hơn, các bạn có thể hợp lý hơn, một con được. Chứ là nuôi bảy màu thì hơi chật. Với lại nè, anh thấy đi, cái thiết kế này là thiết kế của cái cục lắp ráp, cho nên là cái hồ này mình có thể gắn trồng hồ lên đúng không? Đúng rồi. Hợp lý. Cái này là mình trồng lên đẹp lắm, để mốt mình sẽ xin ông xã mình thêm tiền rồi mình mua thêm vài cái hồ giống vậy nữa. Cái này các bạn có thể lắp đèn vào cũng được nè, lắp đèn led vào. Đúng rồi. Nó sáng lên. Khá đẹp. Cái này ok rồi. Thôi, cái buổi show hồ của mình tới đây là kết thúc, và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và ông xã. Hẹn gặp các bạn vào những clip tiếp theo và nhớ like và subscribe cho kênh ông xã mình nhé. Bye bye. Trời ơi, cái hồ của